tôi nghĩ anh tự hiểu đứng về phía nào sẽ có lợi. Trong thời điểm nhạy cảm này, chọn sai đối tác là chọn cái chết đó. Diệu Minh, bắt số ma túy đó đi. Tôi sẵn sàng bỏ luôn 1,5 tấn ma túy đó để các anh đoái công chuộc tội. Còn tôi chỉ muốn xử đẹp Ba Lợi thôi. Xin lỗi chị Hà nha, tôi và Ba Lợi khắng khích lắm, không thể làm như vậy được đâu.